trên tường vậy? Trên tường đang trên tường. À, đường chơi hạng. Ôi, không chơi hạng rồi đâu. Vừa lấy cây chắc khoảng 4-5 trận hạng. Bị đẩy ra mạng lát quá. Mạng lát quá. Đi đi xong chưa? Lâu nhỉ. Con mẹ nó đang chơi nhắn tin. Nó bảo là chơi với thì không gọi nhá kìa. Ai cơ? Bao con su á? Bao con su tên vãi. Hai nghìn linh mới, 2002 gì đấy. Không biết phải không nhưng mà trước em thấy nó giới thiệu thế. Tin của nó là thế. Nhưng mà chị nhìn cái kiểu của nó thì cũng dễ thế lắm. Chị biết nó xem kiểu gì không? Nó là sao? Vợ ơi, vợ đâu rồi? Ôi, ôi, mọi người ơi, chết chết à? Sao sẽ nói được rồi? Lại về. Cái cũng vừa tôi đã nghe rồi. Hồi máu hết hơi chạy ra lại phải chạy về. Nhưng mà cô ăn được một mạng cũng... Gấu quá, gấu quá. Biết mẹ. Biết bên nó là anh chết đi. Có con chết chết cho gấu chết cho gấu. Liều mạng thật. An enemy has been defeated. Ôi, thế là em xử được con gấu rồi. Nó tại nó vào chỗ thôi. Em tưởng nó đổi tên rồi. Nó vẫn chưa đổi. Nó vẫn là bao bao xưng rồi à? Đúng rồi. Cột tên. Ta đây. Đây.
đây. Ở đây. Bà nói lỡ lời xin lỗi rồi các bạn. Chuyện này không lỗi à? Em. Bạn này rồi hay lâu ấy nhỉ? Anh mới nói vừa văn vừa văn. Mày 200 đi so với năm chuột. Là phải chạy dưa ở cái thằng bao cao su kia đó. Thôi hơi quá lời tí. Ê, nó lại kéo. Này, em nói chuyện xuống. Your team has destroyed a tower. Mạng lag ấy. Trời ơi, từ đầu đến giờ thì không nói, xong tự nhiên thì kêu mạng lag. Thật mà. Thế nào? Hãy để con bùa cãi. Em lao. Hay là chỗ đủ đông quá nhở? Chờ tí pha tí nghỉ ở đây đã. Con bùa ăn bắt đầu. An enemy has been defeated. You have been defeated. Wait a. Enemy dominating. Oh, đi về, đi về, đi về, đi về. Đây này, hôm qua với Tech chơi đến mấy giờ đấy? Đấy muộn lắm, còn tới 2 người chơi. Ơ, ghét thật rồi à? Your team has destroyed a tower. Chịp quay gọi lại tại hôm qua đi. An enemy has been defeated. Tư. Enemy legendary. Em ơi, AD đấy lúc nào cũng chỉ thích đi viết thôi. Ừ, thế thế cũng được, không sao. Đâu. Ôi, Vân này hơi yếu, Vân này hơi yếu. Ờ, em không biết con này nó tự chạy đi đâu hết. Được sao? Thoải mái mà. Biết có vẻ đông vui. Ờ, thôi cứ đông vui đi để chị ở đây thì nghịch chim. Lâu thế nhở? Vân à, Vân à, Vân ra đây. Chán Vân thế. Chị đã bảo con này yếu rồi, chơi duy trì. Thôi em cũng đi mít đây, tìm cái xe thôi. Ừ, mọi người tập trung hết ở mít mà, không thể đi mít đi.
ở đây với Vân thì chị thấy nó có vẻ yếu đuối. Enemy double kill. Ôi chết. Tự nhiên mình lại xong một con rồng. Pick your battle wisely. You have been defeated. See that? Just give up. Enemy double kill. Tạch cả đôi à? Khổ quá. Thùy ơi. Lần nào gặp con điêu thuyền là cũng không may mắn. Thùy ơi. Ai đó? Your tower has been destroyed. Hình như vừa có ai gọi chị đúng không? Hình như là thế. Chị thấy kiểu tiếng gió lao sao. Kiểu không biết điều gì đã xảy ra. Còn lại có cái chơi chị. Thằng Vân nó cũng trốn chị. Hết máu. Hôm nay em biết tên là Thủy. À, hóa ra là bạn không có. Kìa. Nghe vào là em xin lắm. One kill. I go. Nghe ớt vào là em xin lắm à. Chả biết. Cái gì chứ sức nó có mặt rồi. Ê, thằng Vân, ôi điêu xuống đây rồi. Tiếp mẹ. Thôi rồi, nó đang đuổi cùng giết cả. Đây, hai đứa nó muốn đập quay chị. An enemy has been defeated. Tao sẽ ôm ultimate. Bọn mày giỏi thì vào đây. Tí nó vào thật. Không kịp chạy đâu nha. Không yên tâm, chị có chiêu một rồi. Chị có chiêu một rồi đấy. Con điêu. Ôi, chị đông lạnh rồi phải không? Đấy. Con lợn. May là anh hậu súng cứu giá kịp thời. Khổ tâm lắm. Mình bảo là mình chỉ ở yên ổn đây để mình chơi với con thôi. Thì bắt đầu yên thằng con nó lại gọi người yêu nó xuống. Đây. Quay. Pick your battles. Enemy ultimate. Mình ghét con yêu thuyền, trời ạ, ghét yêu. Nhưng mà có một bộ này của em này kiến trúc sinh. An enemy has been defeated. Đi bắt em. Kratos has been defeated. Ôi, ghê thật. Nó xử được con rồng rồi. Điêu này. Ôi, mày chạy nhanh đấy. Con này có tốc biến. Hay lắm.
cô. Thế chịu vẫn bên nó chưa gì rồi. Cái gì vậy? Your team has destroyed a tower. King đi gà, King đi gà. Điêu. Này cái con điêu này bực bội đấy. Mẹ bên kia nó đánh bung hết cả cánh rồi. Nào vào đây, vào đây. Ôi, bọn nó ba đứa kìa. Về ôm trụ thôi. Đừng có khinh đi, nó làm canh bây giờ. Có ai khinh đâu. Thế còn bảo ngày Vân nó rất yếu mà. Vân Vân nó yếu hơn, còn từ đứa khác thì. Thế con điêu chơi cũng khó chịu. Đi nó bắt làm bữa trưa bây giờ. À đâu, tối chứ, xúc miệng. Xong rồi. Lần nào cũng an ally has been defeated. Ôi trời ơi, 12 mạng như vậy thì sao mà mới phong đây. Cuộc chiến của hai ông già. Your tower has been destroyed. Pick your battles wisely. Destroyed a tower. Shut down. Kratos has fallen into the abyss. Enemy bloodbath. Chưa vào đây lâu nhỉ? 9:30. À, dừng lại, không nói chuyện nào. Enemy dominated. Enemy legendary. Enemy dominating. Về nhà hết rồi. Mình chỉ đi ăn khuya một lúc thôi mà. Về nhà hết rồi. Giờ này đã ăn khuya. Con ý là vào thịt con rơi một tí. Thì con quay lại là các bạn đi hết rồi. Thế là làm cái tưởng đi ăn thật. Đang nước sôi lửa bỏng này ăn uống gì. Ăn Your tower has destroyed. An enemy has been defeated. Double kill. Nó hết ra liên tục. Không, chết hai con lúc rồi. Enemy legendary. Oh.
Ôi, bạn yêu hôm nay đánh sao? Bình thường. Mọi khi đánh dẹo lắm mà sao hôm nay cứng thế? Thì hôm nay bạn đã ổn định tí. Con điêu. An enemy has been defeated. Trời ơi, mình xong nó làm double kill. Đóng băng. An ally has been bác defeated. Bác lẹ thì con mò to. Nhiều người đông á. Shut down. Hôm nay là ngày bị ăn hành. Mày muốn chết à? Ôi dồi, hai con này. Ôi dồi, ba con luôn này. Shut down. Oh yeah. Nào bên đấy bắt nhiên hết rồi. Ông kia mà lên nhanh tí, tôi không bị chết thì tôi dùng được trận cuối chết cả ba thằng này. Cuối cùng bên nó cũng mất nhiên hết rồi. Mình cũng tự an ủi. Vẫn kìa, vẫn kìa. Hả? Đi thẳng à? Ở đấy. Bên đó ăn. Mình vẫn mong nhớ vẫn kìa là quỷ. Ôi xong rồi. Ở đây xanh là xanh lá đi à. Bạn ở đây chưa nha. Ôi. Thằng dừng bên đó. Dừng phế mà. Ôi thật à. Thật. Sao mình đi chậm nhở? Con điêu. Ôi, ghét quá. Bị ba dậy nữa. Đánh ở đây kìa, dậy. Đấy, đang chạy theo đây. Để lần nào con điêu nó cũng là bị cuốn. Nào, đánh đi chơi kìa. Bảo rồi, lúc ok. Lên nào, đánh nào. An enemy has been defeated. Không vết máu được đâu. Đấy, nốt cái chỗ dưới nào. Win nào. Điêu. Enemy has been defeated. Có nên cố nốt thằng rừng không nhỉ? Win mới ngại chứ trận này. Stepping through. Sắp chết. Ít máu thì vẫn cái gì nữa. Về nhà bây giờ gì nữa. An ally has been defeated. Từ lúc lấy con này chưa bao giờ đánh xanh. Chưa bao giờ thắng. Cái gì cơ? Con nào? Con tướng đang chơi này nè.
Ít chơi đó. Vì cái skin nó khó quá. Cái đánh mê phát mới ra chiều với nhỉ. Bọn nó bảo là Rio Ma đi rừng kinh lắm. Ghét lắm. Bảo là Rio Ma mà mang theo chứng chỉ thì gọi là quẩy rừng trong một nốt nhạc luôn. Tùy theo từng người biết chơi thôi. Chết rồi, chết rồi. Your tower has been destroyed. Đéo này nhỉ. Thua mẹ. Thua mày đau chứ. An ally has been defeated. Không vẫn kịp mà. À David mình. Sai nhé. Bọn nó đi đâu hết rồi nhở? Đi ăn dưới này nè. Kinh công mà. Thế là mình chỉnh trụ hay là mình vào mình cướp đồng của nó? Đây, sau đánh đi, sau đánh vào rồi đi. Đánh con này khỏe hơn mà. Ở đây, ôi, dừng đây. Thì đó. Đánh luôn đi. Đánh nó được con đấy, người khỏe hơn mà. Ai mà chả biết, kiếm nước làm sao không nhờ. Chắc kiếm nước. Ôi sao. An ally has been defeated. Đi à lũ hả? An ally has been defeated. Toàn xui ra. Lúc nãy phải. Chưa ra thì có phải là mình thắng rồi không? Thôi về. Nó khỏe à? Giờ nó khỏe à? Chém nó không xin nhê luôn. Thôi đi, toàn xui dại. Lần sau thì thế. Thì chả thế. Nếu mà mình ăn được con đấy, mình trả thái gì nữa. Nếu nó ăn được, nó thái. Nói như thật ý. Nếu mà lúc đấy mà không ăn con đấy mà đẩy chủ thì thắng rồi. À. Chủ yếu ăn về con. Ai bảo tham thôi tham cái gì? Lâu thế. Đây thấy con đây có bùa trong người đấy, khỏe không? Đây nó rát luôn. Thấy không? Đánh nó không rát luôn ạ. Không chạy được. Hóa đá mới nào. Green. Thế mà ai đá ra một anh thì phải thắng. Lần sau đừng có mà xui lại là enemy. Bảo thân gì nữa.